Ngày 1 tháng 5 năm 2024 đánh dấu sự khởi đầu của một hiện tượng ngoạn mục. Từ trường của mặt trời đã chính thức đảo ngược, đưa chúng ta vào thời kỳ cực đại của chu kỳ 11 năm. Ban đầu, một vết đen nhỏ xuất hiện ở rìa đông của mặt trời, dường như không có gì đáng chú ý. Nhưng chỉ trong vài ngày, nó đã phát triển với tốc độ chóng mặt, mở rộng đến kích thước lớn hơn 17 lần trái đất, trở thành vùng hoạt động lớn, một cỗ máy giải phóng năng lượng khổng lồ. Ngay sau đó, mặt trời bắt đầu giải phóng với những vụ phóng khối lượng vành nhật hòa, CME, dữ dội, với tốc độ đạt đến hàng triệu km trên giờ. Nhiều cơn bão đã hướng thẳng về phía trái đất. Hệ quả là chuỗi sự kiện địa tử mạnh mẽ nhất trong 500 năm qua, biến bầu trời toàn cầu thành một sân khấu trình diễn cực quang kỳ diệu. Những ánh sáng lung linh này không chỉ xuất hiện ở các khu vực quen thuộc như Alaska, Canada hay Na Uy, mà còn kéo dài đến các nơi chưa từng chứng kiến, như phía nam của châu Âu và thậm chí cả vùng nhiệt đới. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Vào tháng 10 năm 2024, mặt trời bùng nổ với một ngọn lửa cấp X9.0, mạnh nhất trong 7 năm. Đột phun trào này đi kèm một cơn bão địa tử cấp G4, gây gián đoạn nhiều hệ thống liên lạc trên trái đất. NASA sau đó xác nhận rằng thời kỳ cực đại đã thực sự đến, đưa chúng ta vào giai đoạn năng động và đầy biến động của hoạt động năng lượng mặt trời. Với thời kỳ cực đại dự kiến kéo dài vài năm, chúng ta có thể chứng kiến thêm nhiều sự kiện mặt trời kịch tính. Nhưng tác động của nó sẽ ra sao? Liệu chúng ta có đủ khả năng bảo vệ công nghệ và cuộc sống hiện đại trước những thách thức này? Tôi là Keaton, và bạn đang xem tại Keaton Explorer. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá bí ẩn về mặt trời, sự biến động của mặt trời khi nó đang bước vào thời kỳ cực đại. Liệu điều gì sẽ xảy ra với trái đất chúng ta? Mặt trời, một quả cầu plasma khổng lồ rực rỡ, trông có vẻ ổn định, nhưng thực chất lại biến động không ngừng. Cứ khoảng 11 năm, nó trải qua một quá trình chuyển đổi mạnh mẽ gọi là chu kỳ mặt trời. Chu kỳ này không chỉ thay đổi bề mặt mặt trời mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến hành tinh của chúng ta, từ khí hậu, công nghệ đến hệ sinh thái toàn cầu. Những bí ẩn về chu kỳ mặt trời bắt đầu được khám phá từ cuối những năm 1700, khi các nhà thiên văn học lần đầu tiên phát hiện các vết đen tối trên bề mặt mặt trời. Ban đầu, những vết đen này có vẻ xuất hiện ngẫu nhiên, nhưng theo thời gian, họ nhận ra rằng số lượng của chúng tăng giảm theo một mô hình nhất định. Đây chính là chu kỳ 11 năm của mặt trời, một hiện tượng mà đến nay chúng ta vẫn theo dõi sát sao. Một trong những phát hiện quan trọng nhất liên quan đến chu kỳ này là sự đảo ngược từ trường của mặt trời. Cứ sau mọi chu kỳ, từ trường Bắc và Nam của mặt trời hoán đổi vị trí, đánh dấu đỉnh điểm của chu kỳ, giai đoạn cực đại. Đây là thời kỳ mà các hiện tượng năng lượng mặt trời như bùng phát, gió mặt trời và sự phóng khởi lượng vành nhạt hòa, CME, đạt đỉnh cao nhất. Chu kỳ mặt trời không chỉ là câu chuyện về các vết đen, nó còn là một nhịp điệu của sự sống trên trái đất, ảnh hưởng đến khí hậu, nhiệt độ toàn cầu và cả những hiện tượng cực quang ngoạn mục. Khi từ trường của mặt trời đảo ngược, hành tinh của chúng ta bước vào một giai đoạn hoạt động năng lượng mạnh mẽ, đầy thách thức nhưng cũng không kém phần thú vị để nghiên cứu. Mọi chu kỳ mặt trời không chỉ là một vòng lập từ cực đại đến cực tiểu của các vết đen mà còn mở ra cánh cửa khám phá về sự phức tạp của ngôi sao gần gũi nhất với chúng ta. Hiện tại, chúng ta đang ở chu kỳ mặt trời 25, nhưng mọi chu kỳ trước đó đều có những đặc điểm độc đáo, đôi khi vượt ngoài hiểu biết của con người. Hai giai đoạn nổi bật trong lịch sử chu kỳ mặt trời đã khiến các nhà khoa học phải kinh ngạc và vẫn chưa thể giải thích hoàn toàn. Đầu tiên là mức tối thiểu Maunder, một thời kỳ hoạt động mặt trời cực kỳ thấp kéo dài từ năm 1645 đến năm 1715. Trong suốt 70 năm này, số lượng vết đen mặt trời giảm mạnh, chỉ có khoảng 50 vết đen được quan sát so với hàng nghìn vết trong các chu kỳ thông thường. Giai đoạn này trùng khớp với tiểu kỳ băng hà, khi nhiệt độ toàn cầu giảm xuống đáng kể. Ở châu Âu, các dòng sông như sông Thames ở London đóng băng, các hội chợ trên băng xuất hiện và mùa đông trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Giai đoạn thứ hai là mức tối thiểu Dalton, diễn ra từ khoảng năm 1790 đến năm 1830. Mặc dù không cực đoan như mức tối thiểu Maunder, giai đoạn này cũng ghi nhận hoạt động mặt trời thấp hơn mức trung bình. Đặc biệt, giai đoạn này trùng hợp với những năm lạnh giá toàn cầu, phần nào được thúc đẩy bởi các vụ phun trào núi lửa lớn như vụ phun trào của núi Tambora vào năm 1815. Sự kiện này gây ra hiện tượng năm không có mùa hè vào năm 1816, khiến mùa màng thất bát, dẫn đến nạn đói lan rộng ở châu Âu và Bắc Mỹ. Hai giai đoạn này nhấn mạnh mối liên hệ sâu sắc giữa hoạt động mặt trời và khí hậu trái đất. Khi chúng ta tiếp tục nghiên cứu các chu kỳ của mặt trời, câu hỏi vẫn còn đó. Liệu có thêm những giai đoạn bất thường nào trong tương lai? Nếu có, tác động của chúng sẽ ảnh hưởng thế nào đến hành tinh của chúng ta? Để hiểu rõ hơn về sự biến động không ngừng của mặt trời, hãy quay lại chu kỳ mặt trời 24
bắt đầu từ năm 2008. Đây được coi là một trong những chu kỳ yếu nhất trong hơn một thế kỷ qua, với số lượng vết đen mặt trời thấp hơn đáng kể so với mức trung bình. Các hiện tượng năng lượng như bùng phát mặt trời, solar flares, và phóng khối lượng vành nhạt hòa, coronal mass ejections, CMEs, diễn ra thưa thốt, gây ra những câu hỏi lớn trong giới khoa học. Liệu đây có phải là dấu hiệu của một mục tối thiểu lớn, Grand Solar Minimum, giống như mục tối thiểu Maunder từng diễn ra vào thế kỷ 17, hay chỉ là một biến động tạm thời? Khi chu kỳ mặt trời 25 khởi đầu vào tháng 12 năm 2019, dự đoán ban đầu cho rằng nó sẽ tiếp tục xu hướng suy giảm của chu kỳ trước. Tuy nhiên, thực tế đã làm đảo lộn mọi kỳ vọng. Đến tháng 8 năm 2024, số lượng vết đen mặt trời trung bình hàng ngày đã đạt con số 299, gấp đôi so với dự báo. Đây là mức độ hoạt động chưa từng thấy trong hơn 20 năm qua. Đáng chú ý hơn, giai đoạn cực đại của chu kỳ đã đến sớm hơn, ban đầu được dự đoán vào giữa năm 2025, nhưng đã dịch chuyển lên từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2024. NASA chính thức xác nhận mặt trời bước vào giai đoạn cực đại vào tháng 10 năm 2024, mặc dù đỉnh cao chính xác của hoạt động vẫn cần được theo dõi thêm. Trong giai đoạn cực đại này, mặt trời đã thể hiện sức mạnh đáng kinh ngạc qua hàng loạt sự kiện nổi bật. Từ các cơn bão địa tử mạnh đến các hiện tượng cực quang ngoạn mục, những cảnh tượng thiên nhiên rực rỡ xuất hiện xa hơn về phía nam và bắc bán cầu so với thông thường. Đặc biệt, các hiện tượng này không chỉ mang lại vẻ đẹp thị giác, mà còn là lời nhắc nhở rõ ràng về tác động của hoạt động năng lượng mặt trời lên trái đất. Một ví dụ điển hình về sức mạnh của mặt trời là sự kiện Carrington năm 1859, khi một vụ bùng phát lớn kèm theo CMEs đã đâm trực tiếp vào trái đất. Hậu quả là một cơn bão địa tử mạnh đến mức cực quang có thể nhìn thấy tại vùng Caribbean, xa xích đạo hơn nhiều so với thông thường. Cơn bão này cũng làm gián đoạn hệ thống điện báo toàn cầu, đánh dấu một trong những ví dụ đầu tiên về sự tổn thương của công nghệ trước sức mạnh năng lượng mặt trời. Hiện tại, với sự phụ thuộc ngày càng lớn của nhân loại vào công nghệ hiện đại, từ vệ tinh, hệ thống định vị GPS đến mạng lưới điện toàn cầu, các cơn bão địa tử có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Trong các kịch bản tồi tệ, một sự kiện tương tự Carrington ngày nay có thể gây mất điện diện rộng, làm gián đoạn các hệ thống thông tin liên lạc và gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đô la. Vì lý do này, việc theo dõi sát sao các chu kỳ mặt trời trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Ngoài ra, các nghiên cứu về chu kỳ mặt trời 25 không chỉ dừng lại ở mức độ quan sát mà còn thúc đẩy hiểu biết của chúng ta về mối quan hệ giữa mặt trời và tự quyền trái đất. Tự quyền đóng vai trò như một lớp lá chắn bảo vệ hành tinh, khởi tác động của gió mặt trời và bức xạ vũ trụ. Khi hoạt động của mặt trời đạt cực đại, tự quyền sẽ bị đè nén, tạo điều kiện cho bức xạ năng lượng cao xâm nhập sâu hơn vào khí quyển trái đất, ảnh hưởng đến sức khỏe con người, các chuyến bay tầm cao và cả các thiết bị điện tử nhạy cảm. Những quan sát trong chu kỳ 25 không chỉ mang ý nghĩa thiên văn học, mà còn là chìa khóa để hiểu sâu hơn về sự tương tác giữa mặt trời và trái đất. Các nhà khoa học đang tận dụng những dữ liệu này để dự đoán các hiện tượng năng lượng trong tương lai, giúp nhân loại chuẩn bị tốt hơn trước những thử thách tiềm ẩn. Mặt khác, những hiểu biết mới này cũng mở ra cơ hội cải thiện các công nghệ bảo vệ, chẳng hạn như tăng cường khả năng chống chịu của vệ tinh và hệ thống mạng lưới điện trước tác động của bão địa tử. Khi giai đoạn cực đại của chu kỳ 25 tiếp diễn, mặt trời tiếp tục chứng minh rằng nó không chỉ là nguồn sống, mà còn là một thách thức không ngừng đặt ra cho sự sinh tồn và tiến bộ của con người. Mặt trời, nguồn năng lượng chính cho sự sống trên trái đất, không chỉ mang lại ánh sáng và nhiệt độ, mà còn tiềm tàng sức mạnh phá hủy khổng lồ. Các cơn bão mặt trời là minh chứng rõ nét cho việc năng lượng từ mặt trời có thể gây tác động không nhỏ đến hành tinh của chúng ta. Những cơn bão này bắt nguồn từ các vụ phun trào lớn trong tầng khí quyển ngoài cùng của mặt trời, tạo ra các luồng hạt mang điện chuyển động nhanh, gọi là gió mặt trời. Khi gió mặt trời va chạm với tự quyền trái đất, chúng gây ra các hiện tượng địa tử như cực quang rực rỡ hoặc thậm chí các sự cố nghiêm trọng đối với hệ thống công nghệ. Trong thời đại hiện đại, khi các quốc gia phụ thuộc ngày càng nhiều vào các hệ thống công nghệ dựa trên vệ tinh, các cơn bão mặt trời đã trở thành mối đe dọa rõ ràng. Các vệ tinh GPS thiết yếu cho giao thông, định vị và nhiều dịch vụ khác đặc biệt dễ bị gián đoạn. Một cơn bão lớn có thể gây ra sự cố dây chuyền, ảnh hưởng đến mạng lưới viễn thông, các dịch vụ ngân hàng và thậm chí cả các nhà máy điện. Các ví dụ lịch sử như sự kiện Carrington năm 1859 nhấn mạnh mức độ phá hủy mà một cơn bão địa tử có thể gây ra. Cơn bão này không chỉ tạo ra cực quang rực rỡ mà còn làm tê liệt hệ thống điện báo trên toàn cầu. Trong thời đại công nghệ số hiện nay, một sự kiện tương tự có thể gây ra thiệt hại hàng nghìn tỷ USD, làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu hoặc thậm chí khiến các bệnh viện và trung tâm y tế phụ thuộc vào thiết bị điện tử rơi vào tình trạng nguy hiểm.
các nhà khoa học cảnh báo rằng một sự kiện tương tự có thể xảy ra trong vài thập kỷ tới. Bên cạnh những tác động trực tiếp, hoạt động năng lượng của mặt trời cũng ảnh hưởng gián tiếp đến khí hậu. Các chu kỳ hoạt động thấp như mục tối thiểu Maunder trong giai đoạn từ thế kỷ 15 đến 19 được cho là liên quan đến giai đoạn lạnh hơn của trái đất, thường gọi là kỳ băng hà nhỏ. Ngược lại, những thời kỳ hoạt động mạnh như cục đại mặt trời hiện tại có thể góp phần làm nhiệt độ toàn cầu tăng nhẹ. Tuy nhiên, điều quan trọng là vai trò của mặt trời trong biến đổi khí hậu ngày nay chỉ chiếm một phần nhỏ. Các nghiên cứu đã chỉ rõ rằng lượng khí nhà kính do con người thải ra, đặc biệt là carbon dioxide, chiếm tỷ lệ lớn trong việc làm nóng trái đất. Mặt trời có thể làm thay đổi thời tiết trong ngắn hạn, nhưng dấu vết của nó trên biểu đồ khí hậu dài hạn mờ nhạt hơn so với tác động của con người. Việc hiểu rõ hơn về các quy luật của hoạt động mặt trời là chìa khóa để con người chuẩn bị tốt hơn trước những sự kiện năng lượng lớn. Các nhà khoa học đang phát triển những hệ thống dự báo và công nghệ bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng, từ lưới điện đến vệ tinh, trước những cơn bão địa tử mạnh mẽ. Trong khi mặt trời tiếp tục tỏa sáng, các thách thức mà nó mang đến cũng chính là cơ hội để con người học hỏi, thích nghi và bảo vệ chính mình trước nguồn sức mạnh khổng lồ từ vũ trụ. Để giảm thiểu rủi ro từ hoạt động của mặt trời, các nhà khoa học và kỹ sư đang nỗ lực phát triển các hệ thống bảo vệ hiện đại. Một số giải pháp bao gồm việc nâng cấp lưới điện với các thiết bị chịu được dòng điện địa tử, cải tiến hệ thống vệ tinh để giảm thiểu tác động từ gió mặt trời và xây dựng các mô hình dự báo chính xác hơn để cảnh báo sớm các cơn bão địa tử. Ngoài ra, các sứ mệnh nghiên cứu mặt trời như tàu thăm dò Parker Solar Probe đang cung cấp cái nhìn sâu hơn về cách mặt trời hoạt động, giúp nhân loại hiểu rõ hơn về các chu kỳ và dự đoán chính xác hơn về các sự kiện mặt trời trong tương lai. Mặt trời, trái tim của hệ mặt trời, không ngừng phát ra nguồn năng lượng khổng lồ dưới dạng ánh sáng, nhiệt độ và các hạt tích điện. Tuy nhiên, ảnh hưởng của mặt trời đến trái đất không chỉ dừng lại ở việc duy trì sự sống. Từ những chu kỳ 11 năm tự nhiên cho đến các sự kiện bùng nổ năng lượng như bão mặt trời, hành tinh xanh của chúng ta phải chịu sự tác động trực tiếp từ ngôi sao mẹ này. Trong suốt thế kỷ 20, năng lượng mặt trời mà trái đất nhận được tuân theo chu kỳ 11 năm với các đợt tăng giảm nhỏ, nhưng không có sự gia tăng dòng kể từ những năm 1950. Điều này khẳng định rằng xu hướng nóng lên toàn cầu mà chúng ta quan sát trong nửa sau thế kỷ 20 không phải do hoạt động năng lượng mặt trời mà chủ yếu do lượng khí nhà kính con người thải ra. Hoạt động năng lượng cao của mặt trời đặt ra nhiều thách thức cho các sứ mệnh không gian. NASA cũng như các tổ chức không gian khác phải cẩn thận tránh thời điểm phóng tàu vũ trụ gần những cơn bão mặt trời. Các hạt năng lượng cao phát ra từ bão có thể làm hỏng các thiết bị điện tử nhạy cảm và làm gián đoạn hệ thống liên lạc. Tuy nhiên, sự tích cực là trong thời kỳ năng lượng mặt trời cao, từ trường của trái đất kết hợp với tác động của gió mặt trời trở nên mạnh mẽ hơn, giúp bảo vệ trái đất và các vệ tinh khỏi tia vũ trụ đến từ bên ngoài hệ mặt trời. Một trong những hiệu ứng thú vị nhất của hoạt động mặt trời là hiện tượng cực quang. Khi các đợt bùng nổ năng lượng như phun trào khối lượng vành nhạt hỏa, CME, va chạm với từ trường trái đất, chúng tạo nên một chuỗi sự kiện hấp dẫn. Từ trường trái đất hoạt động như một lá chắn, làm giảm thiểu sự xâm nhập của các hạt tích điện. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, từ trường của trái đất và gió mặt trời có thể kết nối, tạo ra các đường dẫn để khí tích điện di chuyển về phía các cục, hình thành nên cục quang. Cục quang xanh lá cây phổ biến hơn cả, xuất hiện khi các hạt mặt trời tương tác với oxy ở độ cao 100 đến 300 km. Trong khi đó, cục quang đỏ hiếm hơn nhưng lại rực rỡ hơn, hình thành khi các hạt tương tác với oxy ở độ cao 300 đến 400 km. Những cục quang đỏ này phải sáng gấp 10 lần cực quang xanh để có thể nhìn thấy bằng mắt thường, tạo nên khung cảnh ngoạn mục khó quên. Những địa điểm ngầm cực quang nổi tiếng bao gồm các khu vực gần cực Bắc như Canada, Alaska, Iceland, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan và Greenland. Ở Nam Bán Cầu, Tasmania và các vùng phía Nam của New Zealand là nơi lý tưởng để thưởng thức hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này. Trong bối cảnh chuẩn bị bước vào giai đoạn cực đại mặt trời, chúng ta được nhắc nhở rằng mặt trời không chỉ là nguồn sống mà còn là một sức mạnh khổng lồ trong vũ trụ. Các chu kỳ và hiện tượng của nó mang đến vẻ đẹp cùng thử thách, khơi gợi trí tưởng tượng và thúc đẩy chúng ta khám phá những điều vượt ra ngoài cuộc sống thường ngày. Sự thay đổi này cũng vừa là cơ hội, vừa là thách thức với nhân loại. Hành trình khám phá mặt trời sẽ còn kéo dài, và điều gì đang chờ đợi chúng ta? Hãy đăng ký kênh để cùng Kitten Explorer đồng hành trong hành trình khám phá và giải mã những hiện tượng bí ẩn của mặt trời cũng như vũ trụ bao la này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video khám phá tiếp theo.